Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Món Chay, thì em lại tiếp tục chia sẻ với cả nhà một cái món ăn chay cũng rất là ngon nữa, đó là món cá mòi chay. Với nguyên liệu rất là dễ tìm và cách làm cũng siêu đơn giản, chỉ cần có hai nguyên liệu chính thôi thì chúng ta có ngay một cái món cá mòi chay vô cùng thơm ngon. Món này sau khi hoàn thành sẽ có cái vị là chua chua ngọt ngọt nè, mặn nhẹ, rất là vừa ăn. Chúng ta có thể ăn kèm với lại cơm trắng hoặc là chấm bánh mì cũng rất là ngon luôn. Cả nhà mình chỉ cần nhín một chút thời gian làm cái món ăn này thì sẽ có được ngay một cái thành phẩm ngon hơn ngoài hàng nè. Cả nhà đang xem video, nếu thấy thích cái món ăn này thì xin mời theo chân em vào bếp mình cùng nhau thực hiện nha. Nguyên liệu chính đầu tiên em có ở đây là 500g nõn chuối. Thì khi mình mua cái bắp chuối về đó cả nhà, mình lột hết cái phần già ở phía ngoài ha, và mình giữ lại cái nõn chuối ở phía trong cái phần non như thế này nha. Thì ở đây em có 4 cái bắp nè, thì tương đương với lại 500g ha. Bây giờ thì em sẽ đi bắt một cái nồi nước lên, cho vào đây là một muỗng cà phê muối, và em sẽ vắt vào đây là hai cái lát chanh nha cả nhà, để mình luộc cái phần nõn chuối này lên ha. Mình cho chanh và muối vào giúp cho cái nõn chuối của mình khi luộc nó không có bị đen ha, và nó được trắng hơn. Bây giờ thì nồi nước của mình nó đã sôi rồi nè. Em sẽ bắt đầu cho cái phần nõn chuối vào đây mình sẽ luộc nha cả nhà. Quá trình luộc cái nõn chuối này nè, thì thi thoảng mình sẽ chở mặt cái phần nõn chuối của mình để cho nó chín đều ha. Thì mình sẽ luộc cái phần nõn chuối này đến khi nào mà nó mềm lại nha cả nhà. Thì khi đó đó cái chuối của mình nó không còn cái chát nữa ha. Và khi nó mềm như vậy đó, mình kho ra nó sẽ giống cái cá mòi hơn và nó được ngon hơn. Bây giờ em sẽ dùng cái xiên que này em kiểm tra coi cái phần trong nõn chuối của mình nó đã chín mềm hay chưa ha. Thì khi mà mình cầm cái xiên que mình đâm vào cái nõn chuối á, thì mình đâm mình cảm thấy rất là nhẹ tay và mình cảm giác được ở phía trong nó mềm đó cả nhà. Như vậy là được rồi ha. Bây giờ thì em sẽ vớt nó ra nha. Sau khi mà đã vớt cái nõn chuối ra rồi, bây giờ em bắt đầu em cắt nó ra làm đôi nha cả nhà. Cả nhà mình nhìn cái phần thịt nõn chuối bên trong nè, đó nó rất là trắng luôn ha, nhìn hấp dẫn ghê luôn á. Phần nõn chuối sau khi đã cắt xong thì em sẽ sắp úp nó lại trong một cái rổ để cho thật là ráo nước và thật là nguội nha cả nhà. Khi mà mình để ráo nước rồi thì chút xíu nữa mình đem áp chảo, cái phần nõn chuối này sẽ không bị bắn dầu ha, sẽ dễ làm hơn nè. Phần nguyên liệu tiếp theo em có ở đây là 350g cà chua và một ít hành tím và một ít tỏi. Thì hành tím và tỏi em sẽ băm nhuyễn nó ra ha. Cả nhà mình ai ăn chay á mà không ăn ngũ vị tân thì chúng ta thay thế bằng hành bơ rô nha.
Phần cà chua thì để làm cái món này chúng ta chọn cà chua chín đỏ thì nó sẽ được cái màu đẹp hơn và ngon hơn nha cả nhà. Thì cà chua mình sẽ cắt nhỏ nó ra ha. Bước tiếp theo em sẽ bắt một cái chảo lên nè. Đợi chảo nóng thì em sẽ cho vào đây là khoảng 3 muỗng canh dầu ăn để mình đi áp chảo cái phần nõn chuối nha cả nhà. Dầu đã nóng rồi, em sẽ cho cái phần nõn chuối vào đây. Thì mình sẽ chiên với lửa trung bình ha. Thì mình chỉ chiên sơ hai cái mặt nõn chuối của mình cho nó vàng thôi nha cả nhà. Cái bước này giúp cho cái phần thịt chuối của chúng ta được săn lại, thì khi kho ra thì cái phần chuối nó được dẻ chắc hơn, sẽ được ngon hơn ha. Đây cả nhà nhìn cái phần nõn chuối của mình nó vàng hai mặt như vậy là được rồi ha. Bây giờ em sẽ gấp nó ra nha. Bước kế tiếp em sẽ cho vào cái chảo này là khoảng 3 muỗng canh dầu ăn nữa. Thì sau khi dầu nóng em sẽ cho cái phần hành tím băm và tỏi băm vào đây, mình xào lên cho nó thơm nha. Bây giờ hành tỏi của mình đã thơm rồi nè, nó có một cái màu vàng hơi nhẹ ha. Thì em sẽ cho cái phần cà chua vào đây mình xào trước nha. Phần cà chua mình xào đến khi nào mình thấy cái cà chua của mình nó nhừ, hơi nhừ lại là được nha cả nhà. Đây cả nhà nhìn nè, như vậy là được rồi ha. Bây giờ bắt đầu em sẽ tắt bếp và mình nêm gia vị nha. Em sẽ cho vào đây là 4 muỗng canh tương cà nè. Tiếp theo em sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh hạt nêm chay và 2 muỗng canh đường. Tiếp theo sẽ là 3 muỗng canh nước mắm chay và 3 muỗng canh nước tương. Bây giờ em sẽ mở bếp trở lại ha, và mình sẽ cho cái phần gia vị này nó tan ra nha cả nhà. Phần gia vị sau khi đã tan rồi em sẽ cho vào đây là 200ml nước lọc. Tiếp tục mình sẽ nấu lên cho cái phần này nó sôi nha cả nhà. Sau khi cái phần sốt đã sôi rồi, em tiếp tục cho vào đây là 2 muỗng canh màu dầu đều. Và mình sẽ quậy đều cái dầu này ra để cho cái màu được đẹp hơn nè. Bây giờ em sẽ cho cái phần nõn chuối vào đây mình kho nha. Thì mình sẽ kho cái phần nõn chuối này với lửa liu riu ha cả nhà. Mình vặn lửa nhỏ thôi nha. Mình cứ để liu riu và thỉnh thoảng mình chở mặt nó ha, để cho nó thấm đều nha. Từ lúc bắt đầu cho nõn chuối vào mình sẽ kho đến khi tắt bếp là 30 phút nha cả nhà.
Cả nhà mà muốn ăn mềm, thật là mềm, mềm rục luôn đó, thì mình sẽ kho tầm khoảng 45 phút đến 1 giờ đồng hồ. Còn cái này á, em kho 30 phút là mềm vừa ha, nó không có mềm rục nha. Cái nồi cá mồi chay của mình em đã kho được 30 phút rồi nè cả nhà. Đây cả nhà nhìn nè, cái nước của nó cũng đã sánh lại rồi ha. Bây giờ thì em sẽ tắt bếp và mình sẽ cho nó ra dĩa nha. Vậy là cái món cá mồi chay em đã hoàn thành rồi nè. Món này có cái vị là chua chua ngọt ngọt, mặn nhẹ, rất là vừa ăn luôn. Đặc biệt á là cái nọng chuối của chúng ta không hề bị chát ha, và rất là mềm nữa. Món này hả mà chúng ta đem ăn kèm với lại cơm trắng hoặc là chấm bánh mì là ngon số dách luôn nha. Với nguyên liệu rất là dễ tìm và cách làm cũng siêu đơn giản, cả nhà mình chỉ cần nhìn sơ qua thôi là đã biết làm rồi ha. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian thôi thì chúng ta có ngay một cái món cá mồi chay siêu ngon, ngon hơn ở ngoài hàng luôn, dành cho gia đình. Chúc cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và có những bữa chay thật là ngon miệng nha. Em xin cảm ơn cả nhà suốt thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ kênh Món Chay Mỗi Ngày, và cũng như nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em. Nếu thấy thích cái món ăn này thì cho em xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký. Đừng quên bấm vào cái chuông để xem món ăn mới mỗi ngày nha. Và bây giờ em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau. Bye bye!